thâm nách là vấn đề mà nhiều chị em phụ nữ gặp phải. Tình trạng này khiến chị em không tự tin khi diện những bộ cánh hở nách vào mùa hè. Nhiều chị em bị thâm vùng da dưới cánh tay nhưng không biết nguyên nhân tại sao và cách khắc phục chúng như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất. Chính vì vậy, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giải đáp thắc mắc cho các chị em yên tâm và tin dùng sản phẩm trị thâm hiệu quả nhà Quinix nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Nhiều chị em gặp tình trạng bị thâm nách, nhưng không biết nguyên nhân bị ở đâu để điều trị nên rất lo lắng. Sau đây shop sẽ nêu một vài nguyên nhân gây ra vấn đề nách bị thâm sạm cho các chị em nhé. Nguyên nhân hàng đầu mà chị em thường gặp phải là do nhổ hoặc cạo lông nách. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến vùng nách bị thâm. Việc dùng dao cạo hoặc nhíp để làm sạch lông vùng nách thường xuyên không chỉ gây tăng kích thước lỗ chân lông, lông mọc lại đậm màu hơn mà còn khiến da bị tổn thương, trở nên thâm sần. Nguyên nhân tiếp theo mà chị em hay gặp phải là do dùng lăn khử mùi thường xuyên. Bởi do vùng nách tiết ra mồ hôi khó chịu nên chúng ta thường dùng lăn khử mùi để cải thiện tình trạng. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này đều chứa hóa chất mạnh, gây kích ứng da, kích thích tầng trung bì của da sản xuất melanin nhiều hơn, dẫn đến sự đổi màu. Cuối cùng là do không làm sạch vùng da đúng cách, bởi khi tế bào chết trên da, nếu không được thanh tẩy thường xuyên sẽ tích tụ lại thành một lớp dày trên bề mặt da, làm lỗ chân lông bị bịt kín, da sậm màu và kém mịn màng. Bị thâm nách không quá nghiêm trọng nên chị em đừng lo lắng quá nhé. Hiện nay có rất nhiều biện pháp trị thâm nách hiệu quả, một trong số đó phải kể đến biện pháp sử dụng kem trị thâm nách Quinix. Là một loại kem trị thâm rất hiệu quả để làm trắng nách, tẩy thâm đen và loại bỏ các đường màu đen ở làn da dưới cánh tay, làm giảm mùi cơ thể đồng thời mang lại hiệu quả trắng và làm đều màu da. Sản phẩm được nhiều chị em tin dùng và có phản hồi là rất hiệu quả. Kem trị thâm nách Quinix hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị thâm nách Quinix hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.